Chào bác sĩ, tôi có biểu hiện mệt mỏi, tim đập nhanh và sụt cân nhiều. Tôi đi khám thì được chẩn đoán là bị bệnh cường giáp. Vậy xin hỏi bác sĩ, bệnh cường giáp có nguy hiểm không? Bệnh này có phải là bajedo không ạ? Người ta không gọi là bệnh cường giáp mà người ta gọi là hội chứng cường chức năng tuyến giáp. Tức là do cái tuyến giáp nó tăng cái tổng hợp và tăng cái bài tiết các cái hormone, và cái nồng độ hormone nó cao hơn so với cái điều kiện sinh lý thì nó tác động lên một loạt các cái chức năng của cơ thể. Đầu tiên là lên cái quá trình chuyển hóa, hai là lên tim mạch, và thứ ba là có thể kích thích cái vùng đồi thị tuyến yên, làm thay đổi cái tính tình của người bệnh. Do vậy thì nếu như bạn có cái thay đổi tính tình dễ cáu gắt này, ra mồ hôi tay chân nhiều này, run tay này, rồi cái biếu cổ to này, mạch nhanh thường xuyên, rồi ăn nhiều nhưng mà vẫn gầy sút, mệt mỏi, thì hoặc là nóng bức nhiều, thì đó là các cái dấu hiệu gợi ý của cái hội chứng cường chức năng tuyến giáp. Còn cái cường chức năng tuyến giáp, nhưng mà nếu mà chúng ta khám thấy cái biếu tuyến giáp nó to lan tỏa thì đấy người ta gọi là bệnh bajedo. Bệnh này thì cái nguyên nhân không rõ ràng, nhưng cái cơ chế của nó có thể là có liên quan đến yếu tố miễn dịch. Và điều trị cái bệnh này thì dùng các cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp, hoặc là nặng hơn nữa mà có nhiều biến chứng thì chúng ta có thể dùng cái iốt phóng xạ để điều trị. Nhưng cái cường chức năng tuyến giáp là còn có thể gặp trong khá nhiều các cái bệnh tuyến giáp khác, ví dụ như là cái biếu giáp thể nhân mà có cường chức năng tuyến giáp, người ta gọi là u đập tuyến giáp, bệnh lơ mơ. Cũng có thể là cái viêm tuyến giáp cấp tính làm tăng tiết cái hormone, tăng giải phóng cái hormone, hoặc là ung thư tuyến giáp ở cái giai đoạn đầu thì cũng có cái hội chứng cường chức năng tuyến giáp, hoặc là cái viêm tuyến giáp do miễn dịch, hay là người ta gọi là cái bệnh Hashimoto đấy, thì có thể giai đoạn đầu nó cũng tăng tiết cái hormone và có cái biểu hiện của cái hội chứng cường chức năng tuyến giáp. Do vậy thì cường chức năng tuyến giáp thì cái hay gặp nhất vẫn là cái bệnh bajedo. Cái thứ hai cần phải phân biệt với cái viêm tuyến giáp miễn dịch Hashimoto ở cái giai đoạn sớm, và nếu như phát hiện thấy có cái các cái nhân tuyến giáp thì cần phải xác định xem là có cái u độc tuyến giáp, và đấy cũng là những cái mà gợi ý hoặc là những cái yếu tố nguy cơ có thể xuất hiện cái tình trạng ung thư tuyến giáp sau này. Cho nên bạn cần phải được đi khám và tư vấn của các cái bác sĩ chuyên khoa. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ, tôi có biểu hiện mệt mỏi, tim đập nhanh và sụt cân nhiều. Tôi đi khám thì được chẩn đoán là bị bệnh cường giáp. Vậy xin hỏi bác sĩ, bệnh cường giáp có nguy hiểm không? Bệnh này có phải là bajedo không ạ? Người ta không gọi là bệnh cường giáp mà người ta gọi là hội chứng cường chức năng tuyến giáp. Tức là do cái tuyến